Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm muốn trở lại Việt Nam thi đấu đã thu hút nhà tài trợ của câu lạc bộ Nam Định và họ sẵn sàng chi tiền để có anh. Chúng tôi vừa đầu tư cho câu lạc bộ Nam Định nên muốn kiện toàn bộ máy ở hàng thủ. Khi nghe thông tin Văn Lâm về Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe nguyện vọng của cậu ấy. Nếu Văn Lâm chưa ký với đội bóng nào thì câu lạc bộ Nam Định sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Ông Phạm Cầm Kỳ, giám đốc điều hành câu lạc bộ bóng đá Nam Định, nếu câu lạc bộ muốn có thành tích trong tương lai thì phải đầu tư vào con người, từ đó mới nhìn vào từng vị trí. Thủ môn của Nam Định thì lớn tuổi nhất V-League rồi, chúng tôi phải tìm người thay thế. Nếu Văn Lâm có thể đến Nam Định theo một cách chính thống thì tốt, chứ chúng tôi cũng không muốn tranh đoạt gì với ai, ông Kỳ nhấn mạnh. Câu lạc bộ Nam Định nhận gói tài trợ 200 tỷ đồng từ nhà tài trợ mới hồi tháng 3. Đơn vị này đã nhanh chóng thanh toán chi phí tiền lương, tiền lót tay, tiền giày dép cho các cầu thủ khi đó. Nhờ vậy mà đội bóng tránh cảnh khủng hoảng giữa chừng, ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Dù có tài chính tốt từ vòng 3 năm League 2022, đội Nam Định không kịp mua sắm gì để tăng cường chất lượng. Vì vậy, họ vẫn thi đấu bết bát và thường xuyên nằm nhóm cuối bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ tiếp tục dựa vào tinh thần máu lửa là chính, chuyên môn chưa cải thiện. Do đó, ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, đội bóng cũng muốn đầu tư nhưng khó có thể lấy cầu thủ nội lúc này. Thông tin Văn Lâm đạt thỏa thuận với một đội bóng V-League khiến lãnh đạo đội bóng quan tâm. Họ đã nhờ nhiều đầu mối liên hệ với thủ môn tuyển Việt Nam để đặt vấn đề. Câu lạc bộ Nam Định sẵn sàng chi đậm, trải thảm đỏ cho thủ môn sinh năm 1993. Bóng đá Thành Nam cần một cú hích như Văn Lâm để xây dựng hình ảnh, cải thiện chuyên môn về lâu về dài và làm bóng đá một cách chuyên nghiệp, thu hút thêm nhiều tài trợ. Tuy nhiên, thương vụ này quá gấp rút. Nhiều thông tin cho biết Văn Lâm đã đạt thỏa thuận ban đầu với một đội bóng có tiềm lực của V-League. Do đó, đội Nam Định cũng không dễ lật ngược thế cờ. Dẫu vậy, Văn Lâm chưa ký hợp đồng nên cơ hội vẫn để ngỏ cho cầu thủ 29 tuổi. Mùa này, Nam Định để thua 9 bàn sau 11 vòng đấu. Họ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!